áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân yêu của Vietjet. Và hôm nay thì chúng mình sẽ bước tiếp tục sang chương ôn tập và chúng mình sẽ đến với bài số 80. Đó là bài ôn tập bảng số liệu khả năng xảy ra của một sự kiện. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô đến với các phần bài tập để ôn tập phần kiến thức này. Chúng mình sẽ có bài tập đầu tiên, đó là bài tập số 1. Các bạn quan sát bài tập số 1 này. Cho bảng số liệu về số học sinh đã đến thư viện vào mỗi buổi sáng và chiều trong một tuần học. Đây chính là bảng số liệu để bài cho. Dựa vào bảng số liệu, trả lời câu hỏi. A. Mỗi cột của bảng số liệu cho biết điều gì? Mỗi hàng của bảng cho biết điều gì? Câu B. Trong ngày thứ 3, có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi? Câu C. Có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi chiều? Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô quan sát bảng số liệu này và phân tích. Đầu tiên chúng mình thấy bảng này thì gồm có 3 hàng. Đây, hàng đầu tiên là chính là các thứ trong một tuần, đúng chưa ạ? Từ thứ 2 đến thứ 6, hàng thứ 2 là số học sinh đến thư viện vào buổi sáng. Hàng thứ 3 là số học sinh đến thư viện vào buổi chiều. Tiếp theo thì bảng này sẽ gồm có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 cột. Bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi đầu tiên ở phần A. Mỗi cột của bảng số liệu cho biết điều gì? Và chúng mình sẽ quan sát này. Cột đầu tiên thì cho biết tên của buổi, có nghĩa là buổi sáng và buổi chiều, đúng chưa ạ? Cột 1 là cho biết tên của buổi, tên buổi. Cột thứ 2 đến cột cuối cùng, có nghĩa là các cột còn lại, thì cho biết là số lượng học sinh đến thư viện vào các thứ trong tuần, vào mỗi thứ trong tuần là bao nhiêu. Có nghĩa là cho biết số lượng học sinh đến thư viện vào mỗi thứ trong một tuần, vào từng thứ trong tuần. Được chưa ạ? Bây giờ chúng mình sẽ trả lời ý đầu tiên trong phần A trước, câu hỏi đầu tiên. Câu A này. Mỗi cột của bảng số liệu cho biết điều gì? Thì ta sẽ trả lời riêng cột đầu tiên là cột 1 cho biết tên buổi và các cột còn lại cho biết số lượng học sinh đến thư viện vào mỗi thứ trong tuần rồi. Xong ý đầu tiên của câu A. Đến với ý tiếp theo. Mỗi hàng của bảng cho biết điều gì? Thì hàng thứ nhất cho biết tên của các thứ trong tuần. Hàng thứ hai cho biết số lượng học sinh đến thư viện vào buổi sáng. Hàng thứ ba cho biết số lượng học sinh đến thư viện vào buổi chiều. Được chưa? Trả lời này. Hàng 1 cho biết tên của các thứ trong một tuần. Các thứ trong tuần. Đây chúng mình chỉ có các thứ từ thứ 2 đến thứ 4 ạ. Tiếp theo là các hàng thứ 2, hàng thứ nhất rồi giờ đến hàng 2. Ở đây chúng mình có 3 hàng cho biết số lượng học sinh đến thư viện vào buổi sáng. Là hàng thứ 3 thì cho biết số lượng học sinh đến thư viện vào buổi chiều. Hàng 3 cho biết
số học sinh đến thư viện vào buổi chiều. Rồi, xong câu hỏi đầu tiên, câu hỏi A. Đến với câu hỏi phần B. Trong ngày thứ 3 có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi? Vậy chúng mình sẽ quan sát vào cột thứ 3. Đây, cột thứ 3 đây thì chúng mình thấy số học sinh đến thư viện vào buổi sáng là 35 học sinh. Còn số học sinh đến thư viện buổi chiều là 40 học sinh. Mình trả lời nào. Trong ngày thứ 3, câu B. Trong ngày thứ 3 có 35 học sinh đến thư viện vào buổi sáng. 35 học sinh đến thư viện vào buổi sáng. Và 40 học sinh đến thư viện vào buổi chiều. Và 40 học sinh đến thư viện vào buổi chiều. Rồi. Xong phần B, đến với phần cuối cùng là phần C. Có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi chiều? Ở đây chúng mình thấy là cái hàng cuối cùng chúng mình phải quan tâm này. Đây chúng mình biết được hàng thứ ba này, biết được số học sinh đến thư viện vào buổi chiều. Thì bây giờ chúng mình sẽ trả lời này. Có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi chiều? Có nghĩa là mình phải liệt kê. Thứ hai, chiều thứ hai thì có 60 học sinh. Chiều thứ 3 thì có 40 học sinh, chiều thứ 4 có 35 học sinh, chiều thứ 5 thì có 60 học sinh và chiều thứ 6 thì có 65 học sinh đến thư viện. À, câu C. Chiều đầu tiên đó là chiều thứ 2. Có 60 học sinh. Chiều thứ 3 Chiều thứ 3 thì có 40 học sinh. Chiều thứ 4 có Chiều thứ 4 là có 35 học sinh. Chiều thứ 5 có 60 học sinh. Và chiều thứ 6 có 65 học sinh. 65 học sinh đến thư viện. Đó, được chưa? Như vậy là chúng mình đã trả lời hết được các câu hỏi, 3 câu hỏi trong bài tập đầu tiên là bài tập số 1. Chúng mình thấy là từ bảng số liệu rất là ngắn gọn như thế này, chúng mình đã biết được rất nhiều thông tin từ bảng số liệu này, được chưa? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô đến với bài tập tiếp theo. Chúng mình sẽ đến với bài tập số 2 như sau. Cho bảng số liệu về số tiền tiết kiệm được của các bạn Nam, Việt, Mai trong một tuần. Đây chính là bảng số liệu. Câu hỏi đặt ra, câu A. Tính số tiền tiết kiệm được của Việt và của Mai. Câu B. Bạn nào tiết kiệm được nhiều tiền nhất? Bạn nào tiết kiệm được ít tiền nhất? Câu C. Các bạn dự định dùng số tiền tiết kiệm trong một tuần đó để mua chuyện.
biết một quyển truyện có giá 13.000 đồng. Hỏi những bạn nào đã có đủ tiền để mua truyện? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát bảng số liệu này và trả lời các câu hỏi. Đầu tiên, chúng mình thấy trong bảng số liệu này thì là bảng số liệu về số tiền tiết kiệm được của ba bạn Nam, Việt và Mai. Ở đây chúng mình sẽ có số tiền, đây ba bạn đây nhá, số tờ tiền trong hộp tiết kiệm thì chúng mình sẽ có các mệnh giá tiền khác nhau. Đó là mệnh giá tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng và 10.000 đồng. Cột cuối cùng này là cột mà chúng mình sẽ tổng kết xem tất cả số tiền tiết kiệm được của từng bạn là bao nhiêu, viết vào từng hàng tương ứng với từng bạn. Thì chúng mình thấy đầu tiên là số tiền tiết kiệm được của Nam, biết hết rồi đấy ạ. Nam tiết kiệm được 1.000 đồng, mệnh giá 1.000 đồng là 3 tờ, 1 tờ 2.000 đồng, 5 tờ, 1 tờ 5.000 đồng và 0 tờ 10.000 đồng. Vậy tổng số tiền tiết kiệm được của bạn ấy là 10.000 đồng. Thì mình sẽ tính như thế nào? Các bạn nhìn này, ở đây mình có 3 tờ 1.000 đồng thì 3 x 1 là bằng 3.000 đồng, đúng chưa ạ? Cộng với 1 tờ 2.000 đồng, vừa nãy là 3.000 đồng rồi, cộng với 2.000 đồng nữa là 5.000 đồng. Và 1 tờ 5.000 đồng, 5.000 đồng cộng với 5.000 đồng thì bằng 10.000 đồng. Còn tờ 10.000 đồng thì bạn ấy không có. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng mình trong câu A, tính số tiền tiết kiệm được của Việt và của Mai. Bây giờ chúng mình sẽ nhìn vào cái hàng ghi tên bạn Việt đây. Bạn ấy tiết kiệm được 2 tờ 5.000 đồng và 1 tờ 10.000 đồng. Vậy mình sẽ có 2 tờ 5.000 đồng là lấy 2 x 5 bằng 10, đúng chưa ạ? Và 10 cộng với 10 thì sẽ là bao nhiêu tiền ạ? À, 20.000 đồng, đúng chưa ạ? Đây, cô vừa nhẩm được là 20.000 đồng. Đó, 20.000 đồng. Còn bạn tiếp theo đó là bạn Mai. Thì Mai tiết kiệm được 5 tờ 1.000 đồng. 5 tờ 1.000 đồng thì tương ứng là 5.000 đồng. Và 5 tờ 2.000 đồng, 5 x 12 2 là 10. Như vậy bạn ấy tiết kiệm được là 5.000 cộng với 10.000 thì sẽ là bao nhiêu tiền ạ? À, 15.000 đồng. Đó. Bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau trình bày này. Vừa rồi cô tính nhẩm thì cô nghĩ là có nhiều bạn không theo kịp, không tính nhẩm kịp được với cô. Thì bây giờ cô sẽ trình bày bài giải ra như sau. Câu A này, mình sẽ tính số tiền tiết kiệm được của bạn Việt trước này. Việt tiết kiệm được số tiền là 2 tờ 5.000 đồng thì chúng mình sẽ lấy 2 nhân với 5.000 đồng, được chưa? Cộng với, đây bạn ấy tiết kiệm được thêm 1 tờ 10.000 đồng nữa, là lấy 1 nhân với 10 và các bạn cộng luôn với 10.000 đồng. Tại vì 1 nhân 10.000 thì vẫn là bằng 10.000. Vậy kết quả đây mình có 2 nhân với 5 là bằng 10.000 đồng. 10.000 đồng cộng với 10.000 đồng là 20.000 đồng. Cái này thì các bạn trình bày ra đây thì các bạn đã nhìn rõ rồi. 20.000 đồng. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ tính số tiền bạn Mai tiết kiệm được. Mai tiết kiệm được số tiền là 5 tiết kiệm được 5 tờ 1.000 đồng thì mình sẽ lấy 5 nhân với 1.000 đồng cộng với 5 tờ 2.000 đồng. 5 nhân với 2.000 đồng hoặc 2 nhân với 5.000 đồng cũng được. Rồi, bây giờ chúng mình tính này. 5 nhân với 1.000 đồng là bằng 5.000 đồng. Đấy, nhân nhỉ? 5 nhân 1 bằng 5. 5.000, 5 nhân với 2.000 đồng thì chúng mình sẽ có đây. Một biểu thức mà có phép tính nhân, phép tính cộng và phép tính nhân. Thì chúng mình nhớ này, quy tắc tìm giá trị của biểu thức. Trong biểu thức mà có phép tính cộng và phép tính cộng trừ nhân chia thì chúng mình cần phải thực hiện phép tính nhân chia trước rồi thực hiện phép tính cộng trừ sau. Vậy ở đây có hai phép tính nhân thì chúng mình phải thực hiện hai phép tính nhân này trước rồi thực hiện phép tính cộng sau. Thì cô nhân nhẩm này, 5 nhân 1 bằng 5, vậy ở đây mình sẽ có kết quả là 5.000, được chưa ạ? Bên này 5 nhân 2 bằng 10 thì kết quả là 10.000. 5.000 cộng với 10.000 là 15.000. 15.000 đồng.
Rồi, bây giờ chúng mình đã biết được số tiền tiết kiệm của từng bạn rồi. Đến với câu tiếp theo là câu B. Bạn nào tiết kiệm được nhiều tiền nhất? Bạn nào tiết kiệm được ít tiền nhất? Đây, chúng mình nhìn vào số tiền tiết kiệm thì các bạn đã nhìn thấy ngay chưa ạ? 10.000, 20.000 và 15.000 thì chắc chắn là 20.000 đồng này sẽ lớn nhất. Vậy bạn nào tiết kiệm được nhiều nhất ạ? Nào, gióng ra. Ta có bạn Việt là người mà tiết kiệm được nhiều tiền nhất. Còn bạn nào tiết kiệm được ít tiền nhất? Mình sẽ còn hai bạn là 10.000 đồng và 15.000 đồng thì chắc chắn là 10.000 đồng sẽ bé hơn rồi. Vậy bạn tiết kiệm được ít nhất sẽ là bạn Nam. Trả lời câu B này. Bạn Việt tiết kiệm được nhiều tiền nhất. Được nhiều tiền nhất. Bạn này tiết kiệm được 20.000. Còn bạn tiết kiệm được ít tiền nhất chính là bạn Nam. Bạn Nam tiết kiệm được ít tiền nhất. Ít tiền nhất. Rồi, đến với câu cuối cùng đó là câu C. Các bạn dự định dùng số tiền tiết kiệm trong tuần đó để mua truyện. Và chúng mình biết được giá tiền của một quyển truyện thì là 13.000 đồng. Câu hỏi đặt ra là những bạn nào đã có đủ tiền mua truyện? Mình có giá tiền của một quyển truyện là 13.000 đồng. Vậy thì các bạn phải có ít nhất là 13.000 đồng hoặc là lớn hơn, bằng hoặc lớn hơn 13.000 đồng thì bạn ấy mới có thể mua được truyện. Vậy thì ở đây chúng mình thấy trong ba bạn này thì bạn nào sẽ có số tiền bằng hoặc là lớn hơn 13.000 ạ? Số nào lớn hơn? Đây chúng mình chỉ cần nhìn vào số 13 thôi. Vậy ta sẽ có số nào lớn hơn 13? Đây, 15 này sẽ lớn hơn 13 đúng chưa? 15.000 lớn hơn 13.000. Và 20.000 cũng lớn hơn 13.000. Còn 10.000 ạ? 10 thì chắc chắn là nhỏ hơn 13 rồi. Vậy thì bạn Nam là người mà không mua được truyện đúng chưa ạ? Đây, Nam không mua được truyện. Còn hai bạn còn lại đó là bạn Việt và bạn Mai sẽ mua được truyện tại vì các bạn ấy có số tiền lớn hơn cả 13.000. Rồi mình trả lời là những bạn mua được truyện đó là bạn Việt và bạn Mai. Bạn Việt và bạn Mai. Bạn Việt và bạn Mai này đã có đủ tiền mua quyển truyện. Đã có đủ số tiền mua truyện như vậy chúng mình thấy là có duy nhất một bạn là bạn Nam là không có đủ tiền để mua truyện thôi. Vậy thì chúng mình thấy là ở nhà chúng mình đã có bạn nào dành tiền này, tiết kiệm tiền để mua sách, mua truyện hoặc là những đồ dùng dụng cụ học tập cần thiết chưa ạ? Đây, chúng mình hãy học tập các bạn này tiết kiệm tiền để có thể mua được những đồ dùng học tập mà chúng mình cần hoặc là chúng mình yêu thích. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang bài tập tiếp theo. Cô cho mình sẽ đến với bài tập số 3 như sau. Robot gói 3 món quà, tháp vòng, quả bóng và khối Rubik vào 3 chiếc hộp giống hệt nhau. Đây chính là hình ảnh bạn robot đang gói quà. Mỗi bạn Mai, Việt và Nam lần lượt chọn một món quà bất kỳ. Vậy Mai có thể chọn được chiếc hộp đựng món quà nào? Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau nhìn hình ảnh và phân tích này. Đầu tiên mình sẽ có bạn robot gói 3 món quà. Đây chính là hình ảnh bạn ấy gói 3 món quà này. Và 3 món quà đó cụ thể đó là tháp vòng, quả bóng và khối Rubik. Và bạn ấy gói 3 món quà này vào 3 chiếc hộp giống hệt nhau. 3 chiếc hộp giống hệt nhau. Vậy thì mỗi bạn Mai, Việt và bạn Nam lần lượt chọn một hộp quà bất kỳ. Câu hỏi đặt ra là Mai có thể chọn được chiếc hộp đựng món quà nào? Đây, chúng mình thấy là bạn robot bạn ấy tặng cho ba bạn Nam, Việt và Mai mỗi bạn một món quà. Và mình có là
bạn Mai, Mai Việt Nam lần lượt chọn hộp quà bất kỳ, thì Mai là người mà được chọn quà đầu tiên, đúng chưa? Và ba hộp này thì được gói giống hệt nhau. Vậy chúng mình có biết được là trong mỗi hộp quà thì có món quà nào không ạ? Không biết đúng không ạ? Mà mình sẽ... Vậy thì câu hỏi đặt ra là Mai có thể chọn được chiếc hộp đựng món quà nào? Vì Mai là người được chọn đầu tiên nên nhưng mà những chiếc hộp này lại giống hệt nhau, nên trong những trường hợp này chúng mình sẽ có thể, Mai có thể được món quà trong hộp là gì? Đầu tiên, bạn ấy có thể được tháp vòng, hoặc là bạn ấy cũng có thể được quả bóng, hoặc là trường hợp thứ ba là bạn ấy cũng có thể được một khối Rubik. Đây chính là ba khả năng có thể xảy ra, ba món quà mà Mai có thể nhận được một trong ba món quà đó. Mình sẽ trả lời này. Trả lời như sau: Mai có thể chọn được chiếc hộp đựng món quà. Bài giải. Mai có thể chọn được hộp quà, chiếc hộp đựng món quà. Có thể đó là tháp vòng. Hoặc gì ạ? Hoặc quả bóng. Hoặc là khối Rubik. Mai sẽ được chọn một, có thể nhận được một trong ba món quà này. Như vậy là chúng mình đã thấy được, liệt kê được các khả năng xảy ra mà bạn Mai có thể nhận được, có nghĩa là một trong ba món quà này, tại vì Mai là người được chọn đầu tiên. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Và bài tập số 3 này chính là bài tập liên quan đến kiến thức khả năng xảy ra của một sự kiện. Trong bài này thì sẽ có 3 khả năng xảy ra. Khả năng đầu tiên là Mai có thể nhận được món quà là quả bóng. Khả năng thứ hai là Mai sẽ nhận được khối Rubik. Và khả năng thứ ba là Mai sẽ có thể nhận được tháp vòng. Được chưa? Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô đến với bài tập số 4. Cô cho mình sẽ đến với bài tập số 4 như sau. Trong chiếc mũ ảo thuật có 2 con thỏ trắng và 1 con thỏ nâu. Ở đây chúng mình có hình ảnh về... Đây, về nhà ảo thuật cú mèo. Câu hỏi đặt ra là nếu nhà ảo thuật cú mèo lấy cùng một lúc 2 con thỏ trong khỏi chiếc mũ đó thì những sự kiện nào có thể xảy ra? Bài toán như sau này. Ở đây chúng mình thấy hình ảnh về nhà ảo thuật thuật cú mèo, và trong chiếc mũ ảo thuật mà nhà ảo thuật đấy đang làm việc này, thì trong này thì sẽ có 2 con thỏ trắng và 1 con thỏ mồng nâu. Mình sẽ có một sự kiện diễn ra ở đây, đó là nếu mà nhà ảo thuật cú mèo này mà lấy cùng một lúc 2 con thỏ, có nghĩa là một lần lấy thì nhà ảo thuật lấy 2 con thỏ luôn, thì sẽ có những khả năng nào, có những sự kiện nào có thể xảy ra ở đây? Vậy thì ở đây chúng mình thấy này, cô sẽ minh họa như sau. Trong chiếc mũ này sẽ có 2 con thỏ trắng. Đây, cô sẽ minh họa ví dụ là 2 con thỏ trắng này và 1 chú thỏ nâu. Đây ạ. Thì khi mà nhà ảo thuật lấy từ trong chiếc mũ này ra 2 con thỏ, cùng một lúc lấy 2 con thỏ, thì sẽ có những sự kiện nào xảy ra ở đây? Đầu tiên chúng mình thấy nếu lấy ra 2 con thỏ cùng một lúc thì chúng mình sẽ có khả năng lấy ra đầu tiên, đó là lấy ra 2 con thỏ màu trắng này. Đúng chưa? Khả năng tiếp theo có thể xảy ra đó là nhà ảo thuật sẽ lấy một chú màu trắng này và một chú màu nâu này. Được chưa? Khả năng thứ 2. Và khả năng thứ 3 diễn ra là lấy một chú thỏ trắng phía bên này và một chú thỏ nâu này. Như vậy chúng mình thấy là khả năng thứ 2 là lấy một chú thỏ trắng này và một chú thỏ nâu. Và khả năng thứ 3 là cũng là một chú thỏ trắng và một chú thỏ nâu, thì đều là một lần, thì đều là lần thứ 2 và lần thứ 3 thì đều là lấy ra một chú thỏ trắng và một chú thỏ nâu, thì giống nhau rồi. Đúng chưa? Như vậy là chúng mình sẽ có những sự kiện có thể diễn ra, đó là khả năng thứ nhất là
nhà ảo thuật sẽ lấy được hai chú thỏ màu trắng. Đây, khả năng đầu tiên, sự kiện đầu tiên là lấy được hai chú thỏ màu trắng. Còn sự kiện thứ hai có thể diễn ra là lấy được một chú thỏ trắng và một chú thỏ nâu. Đây, đây cũng là một chú thỏ trắng và một chú thỏ nâu, được chưa? Như vậy chúng mình sẽ có hai sự kiện diễn ra nếu như trong trường hợp mà bác cú mèo này, nhà ảo thuật cú mèo này lấy cùng một lúc hai con thỏ, mình sẽ trả lời. Nếu nhà ảo thuật cú mèo lấy cùng một lúc hai con thỏ ra khỏi chiếc mũ thì những sự kiện có thể xảy ra là: sự kiện đầu tiên, lấy được một chú thỏ trắng và một chú thỏ nâu. Sự kiện thứ hai là lấy được một chú thỏ trắng, lấy được hai chú thỏ trắng, được chưa? Hai sự kiện khác nhau. Mình trả lời này. Những sự kiện có thể xảy ra là: những sự kiện có thể xảy ra là sự kiện thứ nhất là nhà ảo thuật cú mèo lấy được hai con thỏ trắng. Kiện thứ hai là nhà ảo thuật cú mèo lấy được một chú thỏ trắng, một con thỏ trắng và một con thỏ nâu. Được chưa? Đó. Như vậy là chúng mình thấy là ở trong bài toán này thì sẽ có hai sự kiện có thể diễn ra. Như vậy là bài tập số 4 này thì cũng chính là bài tập cuối cùng của tiết học ngày hôm nay rồi. Hôm nay cô trò mình được ôn tập về bảng số liệu và khả năng xảy ra của một sự kiện. Các bạn đã nắm chắc phần kiến thức này chưa ạ? Về nhà thì các bạn nhớ ôn tập lại 4 bài tập này hôm nay cô trò mình vừa mới khám phá. Bây giờ thì cô phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Xin chào tất cả các con. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.